Hello, xin chào cả nhà. Thường thường mình sẽ hay làm cái thử thách cùng một màu á. Thì ngày hôm nay quyết định chơi lớn, màu cam nhuộm tóc luôn. Nói vậy thôi, chứ thiệt ra đây là một cái bộ tóc giả. Nào hãy cùng với mình unbox bộ tóc giả đầu tiên trong cuộc đời mình nhé. Không biết là mình do may mắn hay là do cái giá của nó vậy, mà cái bộ tóc giả này mình mua có 145k cả nhà. Cái mình mới nghĩ trời ơi, cái gì đâu mà sao rẻ quá vậy ta. Thường thường mình nghe mọi người nói bộ tóc giả nó phải mắc lắm. Có thể là bởi vì cái này là sợi ni lông á. Đây là lần đầu tiên mình đụng vô một cái bộ tóc giả, cho nên mình cảm thấy rất là háo hức luôn. Bây giờ mình sẽ làm gì? Đổi cái lưới này lên đầu hả ta? Giống như mấy bạn hay make up hóa trang thì bây giờ mình sẽ trồng cái lớp lưới này lên. Sau đó là trùm cái tóc ra bên ngoài. Chắc nó cũng sẽ đơn giản giống như cái phần tóc mái ha. Quan sát kỹ thì mình thấy cái phần mái tóc này được cuốn rất là gọn gàng, cho dù đây là cái phần tóc uống nha. Chết rồi, giờ làm gì với nó bây giờ? Này thì còn siêu ngây thơ luôn, cứ nghĩ là đội lên y như cái phần cái mái giả bữa là xong. Nhưng mà không, trên đời mà làm gì có cái gì dễ dàng đến thế. Không, bây giờ mình phải bây giờ mình phải cột tóc, cột cái này lại đó. Ok, có lẽ lý do mà cái bộ tóc giả này chưa có vô vị trí là do mình chưa có cột tóc lại chăng? Lấy cái này chùm lên đầu. Lúc này rất là mắc cười, mình vừa đội, mình vừa trùm, mình vừa nghĩ là tại sao cái lưới của mình nó giống như là lưới mắt cá vậy á. Sao mà nó mỏng quá vậy không biết nữa. Bây giờ thì lưới đã vô vị trí, mình sẽ đội tóc lên đầu. Này, bên trong nó như vậy. À, nó có một cái khóa ở đằng sau để mình cố định nó lại nè cả nhà. Cá nhân mình thì thấy cái việc này hoàn toàn rất là cần sự khéo léo và vất vả. Bởi vì cài hoài nó không có vô, bực mình vậy đó. Mà giờ thì nó còn lòi ra cả cái phần mình đã đội và cả tóc thật luôn. Bây giờ làm sao để mà khắc phục đây? Mỗi một lần nhìn là mỗi lần mắc cười, nhưng mà cái chỗ ở phía bên trên mái nó còn hở. Tôi lộn rồi cả nhà, người ta có kèm theo một cái đồ để đội đầu. Chứ còn cái này là để trùm. Ủa đâu rồi? Bị dính vô đây. Cái này chỉ để người ta bọc cái bộ tóc giả này thôi, không phải để trùm lên nào đâu. Đây. Bởi mình nói có cái gì sai sai mà. Nè đó, đúng rồi cái này nè. Trùm lên. Và đây là trong một khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên tôi đã bị ít tóc sau ba mươi mấy năm. Tên ơi, mỗi lần mà làm tóc là cần phải bị tính thêm tiền. Sau khi mà cái phần tóc thật đã được nguyên một cái băng đô mà bằng lưới đó, nó che đi rồi thì bắt đầu gọn gàng hơn. Mình đã có thể ụp nguyên một cái mái tóc giả lên trên và không có bị thừa ra chỗ nào nữa. Bây giờ mình sẽ thử thay đồ, xem cả nhà thấy nó có hợp với lại cái thử thách một cam hay không nha. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3 Umbala. Rồi sao? Cả nhà thấy mình giống gái Nhật chưa ha? Nếu mà có cái cách nào để mà nhuộm luôn cái chân mày màu cam thì nhìn mình sẽ giống như là một cái trái cam di động, đúng không cả nhà? Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại nha.